Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần bảo trợ của các cơ sở thương mại vừa qua. Và sau đây xin được trở lại với phần tin chi tiết của Á Châu. Mở đầu với bản tin là Trung Quốc, Úc cạnh tranh ở Thái Bình Dương. Các quốc đảo của Nam Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm trong các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc và Úc. Chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc tới một loạt các đảo quốc Thái Bình Dương và lịch trình dày đặc các chuyến viếng thăm sắp tới của chính quyền mới của Úc tới các nước trong khu vực cho thấy là khu vực này đang trở thành một mặt trận mới. Trong bản tin cập nhật cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của Bắc Kinh và Canberra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm 10 ngày tới các một loạt các quốc đảo của Thái Bình Dương, gồm quần đảo Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor-Leste. Chuyến thăm chính thức của ông Vương Nghị diễn ra ngay sau khi nước này đạt được khung thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, đã gây chú ý tới khu vực và sự cảnh giác của Hoa Kỳ cũng như là Úc. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ liệu bất cứ một thông tin gì về việc liệu họ có ký những thỏa thuận tương tự về an ninh với các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương hay không. Nhật Bản cung cấp 30 tấn hàng hóa cho Ukraine. Ngày 27 tháng 5, Nhật Bản công bố sẽ tiếp tục cung cấp khoảng 30 tấn hàng hóa cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ yêu cầu từ chính phủ Ukraine thông qua viện trợ ODA. Khoản viện trợ này sẽ được vận chuyển tới Ba Lan. Và trong số 30 tấn hàng bao gồm 25 tấn vật dụng, trong đó có hơn một nửa là hàng hóa cứu trợ khẩn cấp như mũ bảo vệ, trang phục phòng vệ, máy phát điện, chăn, điện thoại di động vệ tinh, v.v. Trước đó, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã cung cấp Ukraine những áo chống đạn, camera. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cung cấp một khoản vay 300 triệu Mỹ Kim hỗ trợ cho nền kinh tế Ukraine. Nhật Bản cũng thúc đẩy việc tiếp nhận và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn vào Nhật Bản. Hơn nữa, liên quan tới việc cung cấp trang thiết bị, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm mặt nạ bảo vệ, quần áo bảo vệ và những loại flycam theo yêu cầu từ chính phủ Ukraine. Quay sang với Campuchia, thì quốc gia này vừa triệt phá một đường dây sản xuất ma túy. Theo các lực lượng chức năng của Campuchia đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kompong Spu, bắt giữ 4 người Trung Quốc, thu giữ hơn 1.400 kg ma túy và hơn 11 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy. Theo thông cáo của Cục Phòng chống ma túy Campuchia ngày 26 tháng 5, sau thời gian hơn 2 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy với số lượng lớn, 2 cơ sở sản xuất tại tỉnh Kompong Spu và 1 cơ sở sản xuất tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Khám phá tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 41 kg ketamine, 1.425 kg nezansepan và hơn 11 tấn hóa chất tổng hợp dùng để sản xuất điều chế trái phép chất ma túy cùng một số tang vật. Hôm 27 tháng 5, thì tòa án tại Phnom Penh đã ra lệnh tạm giam 4 người Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra về việc lưu giữ, mua bán và chế biến trái phép ma túy. Kế đến là tình hình Việt Nam. Hơn 1.1 triệu chiếc khẩu trang của các quốc gia trên thế giới tặng Việt Nam từ cuối năm ngoái vẫn chưa được phân phát, đang chất đóng tại các phi trường. Trong phiên thảo luận của Quốc hội vào ngày thứ Tư vừa qua, bà Trương Thị Ngọc Ánh là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hai lô khẩu trang của công ty Đức và cộng đồng người Việt Hồng Kông đã đến Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, nhưng vẫn còn nằm chất tại phi trường Tân Sơn Nhất của Sài Gòn. Cộng thêm 40.000 cái khẩu trang của Đức viện trợ vẫn còn tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội. Và cũng liên quan tới Việt Nam, thì chính phủ của Việt Nam cam kết tạo điều kiện để thương gia của Trung Quốc mua gom vải thiều. Các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, trong đó có Bắc Giang, đã lên tiếng cam kết là luôn tạo điều kiện thuận lợi để các công ty và thương gia của Trung Quốc thu mua trái vải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng tuyên bố rằng phía bên Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang, ngày 25 tháng 5 đã tổ chức hội nghị trên mạng để quảng bá trái vải thiều, liên kết với 80 cơ sở trong và ngoài nước. Sự kiện này có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành cho phép hàng trăm thương gia Trung Quốc đến tỉnh Bắc Giang vào cuối mùa thu, theo kế hoạch kéo dài 2 tháng bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 để thoải mái thu mua, gom vét trái vải. Thưa quý khán giả, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị hãy ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài truyền hình IBC. Kế đến đó sẽ là phần tự vi cuối tuần. Rất mong quý khán giả đến tiếp tục đón xem.